Dạ thưa anh, xét về phương diện nhân gián học, bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Xét về dáng đứng và phong cách tự tin, bạn cũng sẽ mang đến niềm vui khi bạn hát. Và xét đến cái độ tập trung thì thằng em của em nó lại vuốt tóc và ngồi một mình. Nên nghe anh nói mà anh kiểu. Thì đại khái là bạn này tất cả mọi yếu tố đều là hát không hay. Ok. Rồi, chào qua. Tiếp theo, anh bạn số 3 Tuấn, đứng dậy. Ba đứa bận bộ đồ vậy, đứng như một team thì em nghĩ thế nào về đồ. Đúng rồi. Khách mời duyên dáng. Đẹp không? Đẹp. Đẹp nha anh. Mà không khùng nữa. Ok nha. Thôi thì bây giờ cứ về trước đi cái đã, rồi giới thiệu khách mời em là biết em nha. Phải đẹp mới về đội em đó. Hãy cùng gặp gỡ với Tuấn Trần. Đúng ý em không Thành? Bước ra cái đẹp liền đúng không? Bữa nay nó như con mực vậy ha. Lần đầu tiên đến với chương trình thấy sao? Vui. Vui. Ủa sao gượng ép vậy cưng? Nếu thấy thật sự không thoải mái thì có thể đi về. Dạ không, tại hôm nay được lên TV vui. Ồ. Má nó mừng lắm anh. Vậy hả? Má nó nhà nói là dặn dò là mai mốt là con ráng lên vòng mãi vòng mai. Tại má mê chương trình. Dạ má mê chương trình này hả? Ủa anh mà máy nào bắt cần em vậy? Máy nào hả? Dạ. Ở đây 8.000 cái máy, máy nào cũng dính em hết trơn. Trời cái máy quay phim để đâu anh? Cái máy quay phim ở trong kẹt cái dưới kia kìa, đó thấy không? Má nè. Ơi. Nói với má đi. Con lên TV rồi nè má ơi. Trời ơi. Má ơi, đừng cho nó về đợi con nha má. Thì công nhận nó càng ngày nó càng ngon lành chứ. Đây là đẹp đàng hoàng. Đẹp. Bây giờ Tuấn Trần nè, bữa nay của ta sao càng ngày càng đẹp. Cũng đang yêu phải không? Dạ không à, em đang độc thân à. Qua chương trình này thì em cũng muốn gửi đồ file là em tên là Tuấn Trần. Em cao 1m85 và cân nặng 76kg. Công nhận nha. Bé nó dối không chớp mắt luôn rồi đó. Dễ sợ. Nó dối không chớp mắt nó luôn. Nó thả thính luôn. Trời ơi. Tuấn, đứng dậy. Ba đứa bận bộ đồ vậy, đứng như một team thì em nghĩ thế nào về đồ. Đúng rồi. Bình tĩnh, đừng có manh động, ngồi đi, chúng ta đều có cách giải quyết hết. Đừng manh động, đừng có làm cái chuyện chợ búa gì vậy, ngồi xuống, đừng có làm cái chuyện chợ búa gì, người ta đánh giá mình chết. Lộc ơi Lộc, con đang muốn làm hình tượng ngọc nữ, con ngồi xuống đi Lộc. Con nói là hay chứ. Thì đúng rồi, bây giờ con ngồi đi, con đừng có chợ búa vậy Lộc, đúng không? Bây giờ nói gì nói, mình phải nói chuyện đàng hoàng với nhau. Mình là những người văn minh lịch sự, đừng có gây lộn, đừng có chợ búa cái đó. Ngồi xuống, giờ muốn gì cá độ đi. Gây đồ ăn chứ gì Bồi Thắm Đoàn. Hiện nay tôi thấy là tình hình là các đứa em của tôi nó quá ngỗ nghịch. Quá khích em ơi. Nó chỉ cái gì chơi game show mà nó có tỏ vẻ nhá. Nó bất bình với đàn anh nó quá. Nó sống sẻo. Vậy thì mình phải dạy cho nó bài học.
Đạo lý ở đâu hả? Đạo lý ở đâu? Lễ độ ở đâu? Bây giờ mình làm một cái giao kèo nhỏ nhỏ được không em? Nào. Nào. Bây giờ anh muốn sao? Bây giờ nếu như em đó hát hay thì vâng, như anh đã nói, anh sẽ tặng cho em chai dầu thơm đúng không nè? Dạ. Khoan, nó nghe nè, mình phải quy định rõ dầu thơm gì mới công thạnh đưa dầu thơm mà chị Thơm thử. Em sẽ tặng cho Lê Lộc một chai dầu thơm đến từ Italy mà không phải ai cũng mua được tại Việt Nam. Nó nghe chanh vô cái đồ này dễ được không? Nói chuyện. Thiệt không anh? Chai đó không phải ai cũng mua được tại Việt Nam. Dầu thơm gọi là, mình dùng từ là exclusive, là giới hạn. À, dầu thơm limit, limit. Không, limit khác nữa em. Còn nếu như, Lộc thua. Lộc thua thì sao? Con tặng gì cho anh Thành? Anh Thành đang thích iPhone mới. Trời ơi, cái kèo này có bộ mệt nha. Trời ơi, kèo to á, suy nghĩ lại đi. To đó, chai dầu thơm chưa biết giá bao nhiêu nè. To đó, iPhone 11 thì cũng phải trên dưới mấy chục đấy. Chai dầu thơm mà anh tặng cho em nha, nếu em muốn, nó sẽ là một trong những chai dầu thơm trên 1.000 đô. Ê, không được anh ơi, iPhone tới 40 mấy triệu. Gài nó không được, gài nó không được anh à. iPhone 11 mà bản thấp chỉ có 10 mấy triệu thôi. Không, hay là 40 mấy triệu lận. Không, cao nhất Mac Pro đúng không? Mua rồi mới mua cao nhất chứ. À, tại vì nói là 11 bản thấp nhất có 10 mấy triệu thôi. Mua mà có 3 cái cục xí ngầu. Thôi nó nghe là Lộc, Lộc. Dạ. Tại vì giờ con so sánh với anh Thành sao so được đúng, đúng không rồi con? Thì bây giờ mình gầy cái đồ ăn giống như bình thường thôi. Rồi, vậy là bây giờ ha. Vậy thì bây giờ mình gầy đồ ăn lại nha. Heo sữa quay. Heo sữa quay này nè. Rồi heo sữa quay ăn mập chết không được. Ủa chứ mình đâu có ốm được sợ. Bây giờ cá cái này đơn giản nè. Gần đây cách đây là 300 mét, tại chú ở khu vực này, tới ngã tư quẹo phải có một chỗ ăn cơm tấm rất ngon luôn. Cơm tấm nha. Rồi đồng ý. Là ý là em sẽ bao gồm những ai? Nghệ sĩ thôi. À, 7 người. Ok chơi. Rồi, bé giờ nó mạnh miệng liền là tất à. Còn Thành là dẫn chai nước hoa nha Thành. 7 chai nước hoa à? Tự nhiên nước hoa cái hoa cơm tấm được. Ôi ôi nước hoa nha. Tự nhiên cái anh tặng em nước hoa, cái em tặng em nước mắm đâu được. Không được, 7 nhỏ đi. Ôi, thôi nói vậy giờ lập đồ ăn rồi Thành đồ uống đi. Dạ thì ok bây giờ đãi trà sữa. Cái món mập dữ vậy. Ừ. Cái món mà không ai dám ăn có muốn luôn á. Để tóc được rồi. Thì tóc đi. Tóc nghe thì tóc nha. Dạ rồi. Thưa quý vị, có một cái kèo mới đã được gầy ra tại đây giữa Lê Lộc và Trấn Thành. Nếu Lê Lộc thắng, con nghĩ rằng bạn này hát hay đúng không? Dạ. Thì Lộc con sẽ uống nước đi tóc của anh Thành. Dạ. À, còn ngược lại nếu Thành thắng thì chúng ta con chào cơm tắm nha. Okay. Rồi. Tại vì thì em không biết sao em có linh cảm là bạn này có một cái câu chuyện gì đó, thì khi mà bạn dạ, nói gì nói câu chuyện đó. Ủa em nghĩ là cũng phải có một câu chuyện khác nữa chứ. Trời. Em sẽ gọi gì câu chuyện quá vậy? Là anh, câu chuyện à? Em mới là cái người có cái câu chuyện. Ờ thiệt á. Anh muốn biết cái chuyện gì xảy ra với em mà từ hồi đầu chương trình đến giờ em không bình thường. Em bình thường chứ nè. Cô dựa em về chưa? Hả? Cô đi lâu rồi. Cô đi lâu rồi mà sao em vẫn chưa bình thường vậy? À, thì à, em đến với chương trình này là tại vì à, cũng giống như anh Tuấn này cũng có một câu chuyện. Em đã xem hết 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng em không hiểu vì sao em lại thích anh ạ. Câu chuyện của em bắt đầu đúng không? Thì ra là anh muốn, anh muốn nghe câu chuyện này á hả? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, chỉ biết bắt đầu từ đây sẽ có sóng gió. Sao Tuấn anh nói gì đi anh kìa? Anh còn gì thắc mắc? Lên Tuấn nói gì người ta, gì cho người ta niềm tin trong cuộc sống nè. Khuyên người ta cái gì đâu thiệt. Ok. Cảm ơn em. À, chúc em sắp tới sẽ thành công trong công việc. Cảm ơn em rất nhiều. Câu chuyện của em là gì? Em kể đi Tuấn. Tên của em là ba má đặt cho em là Trần Duy Tuấn. À. Duy đây là duy trì duy nhất. Tuấn là Tuấn Tú. Duy nhất trên đời này có một mình em có thể duy trì được sự Tuấn Tú. À. Anh có muốn em là người tiếp theo bên cạnh anh để duy trì sự Tuấn Tú đó không? Thôi anh ngại lắm. Thôi nữa Duy Tuấn Duy lên cầu đây đẹp đôi luôn nè. Đồ kem bên đây, đồ trắng là đây, dù kem với trắng cũng sẽ về với nhau. Chúc em hạnh phúc.
Em xin chào mọi người. Không sao, bé. Trên đường đời xô ngã sẽ có những lúc người ta sẽ từ chối mình. Anh biết điều đó, có thể sẽ đến được với nhau hoặc không. Nhưng bất cứ lúc nào Tuấn có quay lưng lại với em, hãy gọi cho anh Đức sẵn sàng chờ đợi. Em Tuấn, bớt làm duyên lại Tuấn. Tuấn bớt làm duyên lại em. Sao ngồi thế gì kỳ vậy? Mình tham gia chương trình á, mình tập vô câu chuyện cái mình đừng có câu chuyện. Ai chụp hình anh vậy? Sao tự nhiên ngồi cái dáng như chụp lâu hình vậy? Lên TV á. Sao Tuấn nhận xét anh nghe coi. Dạ Lanh. Lanh thì sao? Nói Lanh sao? Lanh hát hay. Dạ Lanh hát hay. Lanh hát hay. Nãy giờ em có nghe mọi người nói gì Tuấn trận? Dạ có. Có hả? Em nghe mọi người kể chứ. Dạ thôi bây giờ em nói đi, ý kiến của em sao? Hồi nãy em nói rồi mà. Nói đầu rồi Nghĩa. Bây giờ anh nói lại được không? Anh đó. Nói rồi á. Thôi kêu bạn xong này. Ủa nãy em nói gì nói gì để còn nhớ đó kìa. Nói bạn này hát kêu hát hay. Chỉ nói một nín thở gì đó. Anh không có tập trung gì hết. Nãy là em nói là bạn này đứng lên vậy nè. Nín thở là nhờ hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết. Bạn nói như vậy, bạn đứng như vậy luôn rõ ràng. Em nói rõ ràng là vậy mà. Thành ơi, bữa nay em xui quá Thành ơi, em rước hai đứa nó lật lọng, nó trở mặt gì trở bàn tay vậy đó. Ê, tụi chơi riêng qua nhà này con cháu. Anh vô anh. Ờ, nó quýnh rồi quá. Dạ. Ờ, về kìa. Nè, thôi. Ê, đừng ngươi, lấy sao con làm hồi. Trời ơi, anh ơi, anh coi lùa anh như dịch kìa. Cái gì cưng? Dạ đâu có đâu, em mừng anh về. còn em chỉnh ghế với anh mà. Thành, em nói đi, bạn này thế nào? Hết muốn nói. Mất hứng rồi hả? Em ghét hai đứa này quá. Thôi, nói đi nè. Dạ thưa anh. Xét về phương diện nhân dáng học, bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Xét về dáng đứng và phong cách tự tin, bạn cũng sẽ mang đến niềm vui khi bạn hát. Và xét đến cái độ tập trung thì thằng em của em nó là vuốt tóc và ngồi một mình. Anh nghe anh nói mà anh kiểu thì đại khái là bạn này tất cả mọi yếu tố đều là hát không hay. Ok rồi, cho qua tiếp theo anh bạn số 3. Lúc mà em ngồi cũng trên cái ghế này cùng với anh Trấn Thành và cũng bị vùi dập như vậy và nhìn thấy một cái bạn y chang như vậy, tự nhiên em nhớ lại cái quá khứ của trời em. Trời, tôi vùi dập nó nào trời, sao nó gieo nghiệp dữ vậy trời. Anh đi đâu anh cũng hiếp tay vậy anh hả? Ủa em phản anh luôn hả? Thành, hồi nãy anh nhớ em là cái người mời mọc ST về. Bởi vì nó là cái ba nhưng combo quần áo. Em trân trọng tôi nói, em khen ngợi tôi nói lắm anh. Sao kỳ vậy Thành? Kỳ vậy anh? Đổi đội đi em ơi. Thôi thương anh đi. Không có bền đâu. Đừng ăn hiếp anh nữa. Thôi em thương anh lắm luôn. Thôi thương anh mà. Thôi thương mà. Thôi anh nói tiếp đi. Thật ra vậy nè. Không, em kêu anh ST nói. Không, em kêu anh ST nói. Thôi anh nói đi. Em giỡn á. Thôi đừng giỡn chừng mà. Thế nào tao không tháo râu mực mày. Nói như là cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái đeo bằng tay á, số 3 đeo bằng tay nó có chất đầu thì nó chơi chung nhúm với nhau. Thì cái đứa này ca hay thì đứa kia nó phải ca dở. Excuse me, can I phát biểu okay? Trời, can I phát biểu nè. À, bạn số 4 hát hay đó anh. Dạ hết. Có lý do gì không? Dạ hay. Excuse me. Dạ. Why? Because ai nghĩ hay ok. Ai nghĩ hay. Em. Trời ơi anh ơi anh. Người đồng lòng chọn số 4. Mời Trấn Thành. Anh. Tới bây giờ mà Tuấn nó hỏi một câu ngây ngô kìa. Gì em? Nó hỏi ủa hai bạn này cầm hai của nó chung shop hả? Em 7 người luôn em, 7 người luôn nha. Chương trình này ai tài trợ? Nè, đọc sai tên là đi về nha. Bảy đọc sai tên là đi về. Đang cầm nón của nhà tài trợ chúng ta IV Moda. IV Moda. Da 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 da. Không nha. Không nha. Cái bài đó không phải là bài chủ đề của IV Moda nghe. Anh không ai ủng hộ được luôn á. Còn Tuấn Trần. Em nhức đầu quá. Sao vậy? Sao mọi người biết được hay hay dở ta? Thì mọi người đang suy luận và suy đoán thôi. Tuấn, anh hỏi em từ đầu chương trình đến giờ em chơi bằng gì Tuấn? Em chơi bằng linh cảm, em tin mọi người. Thì em chơi bằng gì, mọi người chơi bằng đó. Thì em hỏi cái gì vậy? Đúng cái nư tao là tao tán vô mặt nãy giờ rồi đó. Thật ra em cũng thích bạn số 7 lắm. Nhưng mà... Ủa cái gì mà như dặm vô trong mặt người ta vậy? Anh cái này sập thiệt á. Em nghĩ với kilo của anh là sập á. Sập thiệt mà. Mới gì binh mày đó. Em vẫn mê anh nha.
thấy. Trời ơi nó làm cái gì vậy? Nó té mà thấy dập dìu luôn á. Trời ơi sao anh? Trời có sao mấy đi? Sao em ngã? Không phải, không phải, Tuấn Trần mới xôi em á. Tuấn Trần mới xôi đâu? Tuấn Trần em xôi anh hả? Chỗ anh Quýnh, anh làm sao vậy? Trời ơi thiệt á. Cái gì vậy? Con điên. 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 Cái gì vậy con? Anh Giang cười. Bên kia người ta té, còn đi nhấn, mình cũng phải nhấn một cái.